mỗi mùa xuân mới, trên các triền đồi, sườn núi vùng cao Mù Cang Chải lại nhuộm hồng sắc hoa tới dày. Những chùm hoa lung linh khoe sắc dưới nắng xuân tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Sức sống mãnh liệt lạ thường và vẻ đẹp quyến rũ của loài hoa này không chỉ làm xao xuyến những chàng trai và cô gái bản Mông, mà còn có thể trở thành một sản phẩm du lịch đặc sắc để thu hút khách du xuân đến với vùng cao Mù Cang Chải. Xuân đến, trên những sườn núi, triền đồi xanh thẫm của Mù Cang Chải bỗng bừng lên sắc thắm hoa tớ dày. Dưới cội hoa, những chàng trai cô gái Mông đi du xuân súng xính trong váy áo sặc sỡ. Tiếng khèn gọi bạn lúc trầm, lúc bổng, vang vọng núi rừng. Tớ dày đã trở thành một trong những biểu tượng đặc biệt của vùng đất Mù Cang Chải. Mùa đông ở đây rất khắc nghiệt, nhiều khi nhiệt độ có lúc xuống dưới âm độ C, xuất hiện băng giá. Tuy nhiên mùa đông càng khắc nghiệt thì sức sống của cây tớ dày càng mãnh liệt lạ thường. Mùa xuân đến, những chùm hoa rực rỡ, nở bùng, khoe sắc giữa không gian rộng lớn. Năm 2023 qua, huyện Mù Cang Chải đón 365.000 lượt khách du lịch, đem lại doanh thu gần 356 tỷ đồng. Những con số này cho thấy du lịch đã thực sự là điểm sáng trong bức tranh kinh tế văn hóa xã hội của huyện Mù Cang Chải. Chính quyền địa phương cũng đã tích cực phát triển các sản phẩm du lịch để hấp dẫn và giữ chân du khách. Ai đã từng đến với Mù Cang Chải chắc hẳn đều được chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang hùng vĩ, nhưng sẽ là chưa đủ khi chưa được nhìn ngắm và chìm đắm trong hương sắc của một loài hoa tớ dày. Vẻ đẹp riêng có của loài hoa tớ dày cũng trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, thu hút du khách đến với Mù Cang Chải trong hành trình du xuân, khám phá mùa xuân của núi rừng Tây Bắc.